Rồi, xin chào quý vị. Bây giờ là sáng ngày 27 tháng 3 năm 2017. Đang chạy khu vực quận 8. Đang chạy dọc theo phía dưới cầu Nguyễn Tri Phương ấy. Đây là khu vực quận 5. Bên trái đây là chợ La Cai.
là đường Nguyễn Hoàng, bây giờ là Trần Phú. Bánh mì nóng giòn. Cái đây là chung cư Tảng Đà nè, siêu thị điện máy chợ lớn. Đây là đường chạy hay gì?
Thank you. See you.